Cơ bản cái chỗ kia nó hết rồi. Còn ngay sau đi đây. Còn trước là được rồi. Nó được qua cái nhà này nó còn ở cái cửa hàng nó vẫn còn không ạ? Lâu lắm rồi không may cái nhà mày này. Không may ở đây đâu là đây đây là Phú Hưng vẫn còn được. Để hỏi xem thử còn. Là có đậu xe ở đây chắc không đậu được. Bây giờ nhà mày đi nào. Thì bây giờ vẫn đậu rồi. Bây giờ mình gửi sang bên kia nhỉ. Bây giờ mua luôn mấy cái áo quần áo và có, họ đều dán mác hết của họ cho nên là họ nhận ra ngay, họ sẽ sửa cho mình. Có gia đình có một ông cụ già mà tầm bạc đây rồi. Đây là chỗ đây các cái may ở đây là có một cái rất hay là nó có cái mác của họ nên mình mang đến sửa là họ nhận ngay những cái nho nhỏ là họ sẽ không lấy tiền. Chị ơi cho tôi gửi cái xe. À, tôi muốn gửi xe thì bảo ai nhỉ? Gửi xe gì ạ? Vâng. Chỗ này vừa đậu được, vừa đẹp cái xe. Quá đẹp. Đo vừa đúng không? Ok. Sao vừa vừa đấy? Hả? Thì sao bảo còn nhấc xe họ lên? Nhấc như lần trước nhỉ? Vâng. Tung một chiếc xe lên. May mà nó không biết. Vừa khít. Ơi, xin lỗi anh. Thì là chỗ này, thế là cái xe của bọn em bây giờ đang về anh ơi. Thế còn, là... chứ còn chỗ nào không? Còn có bên chỗ bên trên này thôi. Bên trên à? Bên dạ trên vâng. Có vừa cái xe này không? Xe tôi nó hơi dài, anh lên xem thử xem có vừa không? Xe tôi nó hơi dài một tí. Được không? Ok. Chỗ này anh đã nhìn thấy rồi nhưng mà nó hơi ngắn. Thế này đo thử cái xe này. Đưa đây, đưa đây, em biết được. Vâng. Vừa. Ok. Sẽ sát vào. Đi sát vừa thôi. Nó cái này. Sợ nó không vừa. Chỗ này nó hơi. Chỗ kia thì vừa đẹp cái xe mình đo thử là biết mà. Và một đỏ đẹp đấy. Ok anh. Ơi, cảm ơn anh.